Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đó là sản phẩm bên kẹp kim y tế, hay còn là kìm kẹp kim phẫu thuật, hay là kìm mang kim. Hiện tại chúng ta có size 16cm và size 14cm, thì đều làm từ chất liệu thép không gỉ inox an toàn, dùng để kẹp kim, bông băng, rửa vết thương, ngưng khâu vết thương vân vân, và được sản xuất tại Pakistan.